Có người comment trên kênh em á là bánh tằm anh lên 50.000 phần này hả? Tôi có đâu em, vẫn 35.000. Xíu mại thịt nướng gì vẫn 35.000. Khi nào anh bắt đặc biệt á, có xíu mại thịt nướng chả giò luôn mới 50.000. Ở đây là khách ăn khách biết hết à. Hôm nay quay lại quán bánh tằm Anh Trung ở Tân Phú để hỏi thử, chứ hôm bữa đọc xong comment đó là Phúc định gờ clip rồi. Đến hiện tại thì Phúc thích nhất món bánh tằm ăn với lại bì thịt ở quán anh. Mà cái nước cốt dừa hành anh làm nó thiệt là nó béo thơm, được kết hợp với lại nước mắm rất là ngon. Ngoài bánh tằm thì anh còn có bún thịt nướng, há cạo xíu mày hay là món xôi gà ăn với lạp xưởng rất là đặc biệt. Bây giờ anh làm cho em một phần bánh tằm 35.000 đi. Một dĩa bánh tằm thì anh bán là 35.000, sẽ có bì da heo và thịt cắt lát, ăn cùng rau dưa leo và một trong các món xíu mài thịt nướng nem chả. Còn các bạn gọi một phần thập cẩm thì sẽ có đủ hết nha. Một phần như vậy là 50, thêm mỡ hành, đậu phộng, nước cốt dừa rất là ngon miệng luôn. Ở đây còn một cái món mà Phúc cảm thấy thích trong cái lần trở lại này là cái món xôi gà, nhưng mà xôi gà lạp xưởng anh tự tin sẽ lấy lòng được khách hàng. Lạp xưởng thì thịt ít mỡ do nhà làm, thêm cái nước sốt ăn xôi ngon khó cưỡng luôn. Ông cameraman gọi thêm một phần há cảo với lại nhân tôm hành phi cùng với lại nước sốt khá là thơm ngon mà các bạn có thể đổi vị nha. Lâu lâu có dịp đi ngang Tân Phú thì Phúc đều ghé đây làm một cái dĩa bánh tằm, vì dân miền Tây nên thích mấy cái món có xuất xứ miền Tây lắm. Kiểu gần gũi mà thịt nem chả một tay anh làm rất là ngon. Có bạn nói là quán làm ngọt nhưng mà kiểu miền Tây thì như vậy ăn ngon lắm rồi nè. Đến cái sợi bánh tằm thì cũng do nhà làm, hay cái phần xôi và há cạo trưa nay thì cũng ngon, thì bạn nào chưa thử cứ trải nghiệm nha. Quán bánh tằm bì và các món thì anh Trung bán cả ngày luôn. Nằm gần Đầm Sen nhưng mà phía quận Tân Phú, địa chỉ thì Phúc để trên màn hình cho các bạn cùng note lại nha.